Các em thân mến, hôm nay thầy giới thiệu bài 10 biện pháp cải tạo và sử dụng đất mẹ, đất phèn. Mục tiêu của bài: một, biết được sự hình thành, tính chất của đất mặn, đất phèn. Mục tiêu thứ hai, biết được biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn. Nội dung của bài: biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn. Chúng ta có hai phần: cải tạo và sử dụng đất mặn, cải tạo và sử dụng đất phèn. Trong mỗi phần này có nguyên nhân hình thành, đặc điểm tính chất của từng loại đất và biện pháp hướng sử dụng các loại đất này. Một lớn, cải tạo và sử dụng đất mặn. Em cho biết thế nào là đất mặn và đất mặn phân bố ở đâu? Là loại đất có chứa nhiều cation, natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất. Thứ hai, phân bố ở vùng đồng bằng ven biển như Nam Định, Thái Bình, Cà Mau, v.v. Nguyên nhân hình thành. Nếu nước biển tràn vào đất liền có làm cho đất bị nhiễm mặn không? Điều này thì đương nhiên rồi, chúng ta thấy khi nước biển tràn vào đất liền thì sẽ có làm cho đất bị nhiễm mặn. Quan sát mô hình và cho biết nguyên nhân gây nhiễm mặn ở tầng đất mặn. Chúng ta thấy nước ngầm có chứa ion Na cộng theo các mao quản và đường dẫn. Na cộng sẽ đưa lên bề mặt và chuyển thành đất mặn. Do ảnh hưởng của mạch nước ngầm nên đất cũng có thể nhiễm mặn nếu là nước ở vùng gần biển. 2. Tính chất của đất mặn. Theo sách giáo khoa, em mới trình bày tính chất của đất mặn. Ở đây chúng ta có thể nêu ra một số tính chất. Thành phần cơ giới nặng, tỷ lệ sét cao khoảng 50-60%. Dung dịch đất chứa nhiều muối tan, na clo và na sunfat. Phản ứng trung tính hoặc hơi kiềm. Tính chất thứ tư là nghèo mùn, nghèo đạm. Tính chất thứ năm là hoạt động của vi sinh vật rất là yếu. Vì sao đất mặn hoạt động vi sinh vật đất lại yếu? Bởi vì chúng ta thấy đất mặn rất nghèo mùn, nghèo đạm, lại có nồng độ muối cao, cho nên các loại vi sinh vật khó sinh sôi nảy nở. Thứ hai là sinh ra áp suất thẩm thấu lớn, cho nên hoạt động của vi sinh vật đất rất là yếu. 3. Cải tạo đất mặn. Ở đây chúng ta có 3 biện pháp: về biện pháp thủy lợi, biện pháp bón vôi và biện pháp trồng cây chịu. Quan sát hình và chỉ rõ những biện pháp cải tạo và tác dụng của nó. Chúng ta thấy có các bờ đê bao ngăn nước mặn ở trên biển. Thứ hai là ảnh thứ hai là ảnh trồng các loại cói, sú, vẹt phù hợp với đất mặn. Ảnh thứ ba đó là tiêu thoát nước hợp lý. Khi thủy triều lên thì chúng ta đóng cống lại và khi thủy triều xuống thì chúng ta mở cống ra để ngăn mặn. Như vậy chúng ta có biện pháp thủy lợi nhằm ngăn nước biển tràn vào bờ, tràn vào đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho rửa mặn, đóng mở cống hợp lý. Biện pháp thứ ba, trồng cây chịu mặn, đó là trồng các loại cây cói, sú, vẹt chịu mặn, làm giảm bớt nồng độ natri trong đất, sau đó đổ trồng các cây khác nhằm tăng hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp. Biện pháp cải tạo đất mặn. Sử dụng biện pháp bón vôi. Chúng ta thấy keo đất có các na cộng bám trên mặt bề mặt keo đất. Chúng ta
sử dụng biện pháp để đẩy các na cộng ra khỏi keo đất. Như vậy, biện pháp đó thôi có tác dụng đẩy na cộng ra khỏi bề mặt của keo đất, làm cho keo đất bớt các na cộng. Sau đó tiến hành tháo nước vào ruộng để rửa mặn. Sau một thời gian thì cần bổ sung chất hữu cơ cho đất sau khi bón vôi. Cần bổ sung chất hữu cơ vào đất như phân chuồng, phân xanh, phân hữu cơ để cho đất có thêm chất dinh dưỡng. Theo em, trong các biện pháp trên thì biện pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao? Chúng ta có biện pháp thủy lợi, biện pháp bón vôi, biện pháp rửa mặn và biện pháp bón phân hữu cơ. Như vậy chúng ta thấy có các biện pháp liên quan với nhau và làm cho đất được cải tạo, tăng độ phì nhiêu. Kết hợp các biện pháp này với nhau thì chúng ta thấy đất sẽ được tăng độ phì nhiêu. 4. Sử dụng đất mặn. Xem sách giáo khoa, chúng ta sẽ biết những hướng sử dụng của đất mặn. Ở đây chúng ta thấy trồng lúa đặc sản, đây là đất chịu mặn. Thứ hai, trồng cõi. Thứ ba, nuôi trồng thủy sản. Và thứ ba, trồng rừng ngập mặn, đó là các loại sú, vẹt, đước, vân vân. Quan sát và chỉ ra những cây trồng nào phù hợp với đất mặn. Cây lúa, cây đước, cây cõi và cây chè. Thì đương nhiên cây lúa ở đây là phải là lúa chịu mặn. Cây đước, cây cõi thì có thể phù hợp, nhưng cây chè thì hoàn toàn không thể phù hợp được. Phù hợp với vùng đất đồi chứ không thể phù hợp với đất mặn. 4. Sử dụng đất mặn, nuôi trồng thủy hải sản. Những diện tích canh tác không thể làm được thì chúng ta nuôi trồng thủy hải sản để sử dụng đất mặn phù hợp và hợp lý. Ngoài ra, chúng ta có thể trồng rừng khu vực ngoài đê để ngăn mặn. Hai lớn, cải tạo và sử dụng đất phèn. Đất phèn là loại đất được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển có nhiều xác vi sinh vật chứa lưu huỳnh. Nguyên nhân hình thành đất phèn. Quan sát sơ đồ và chúng ta biết nguyên nhân hình thành đất phèn. Các loại xác sinh vật chứa lưu huỳnh bị chết và phân hủy sẽ biến thành lưu huỳnh. Kết hợp với sắt trong phù sa, trong điều kiện yếm khí thì đã tạo thành các loại lưu huỳnh sắt gọi là ferrite. Tác dụng với oxy trong điều kiện thoáng khí thì tạo thành hợp chất axit sulfuric. Ở đây thấy trong tầng sinh phèn và chúng ta có tầng sinh chua. Như vậy đất phèn nó có hai yếu tố, chứa lưu huỳnh và chứa H cộng làm chua đất. Tính chất của đất phèn: một, thành phần cơ giới nặng. Thứ hai, ở tầng đất mặn khi khô thì cứng, nứt nẻ. Tính chất thứ ba, độ chua, pH nhỏ hơn 4. Thứ năm, có nhiều chất độc hại cho cây trồng như nạc, như là nhôm cộng, sắt cộng, CH4, sulfur hydro. Tính chất tiếp theo, độ phì nhiêu thấp, nghèo mùn, nghèo đạm. Và tính chất cuối cùng đó là hoạt động vi sinh vật rất kém. Ba, cải tạo đất phèn. Quan sát hình và cho biết những biện pháp cải tạo nào có trong hình. Ở đây chúng ta thấy có mương máng tiêu tưới, bón phân, cày đất và bón vôi. Như vậy đây là các phương pháp, các biện pháp để cải tạo đất phèn phù hợp cho cây trồng. Xây dựng hệ thống tiêu tưới hợp lý, ngăn ngừa khô hạn, tạo thuận lợi cho việc rửa phèn. Đây là biện pháp thủy lợi. Bón phân hợp lý, tăng cường bón phân hữu cơ để nâng cao độ phì của đất, cải thiện thành phần cơ giới đất,
Đây là biện pháp bón phân hợp lý, cải tạo đất phèn. Ngoài ra, chúng ta còn có phản ứng bón vôi cho đất phèn. Quan sát sơ đồ cho biết tác dụng của bón vôi trên đất phèn là gì. Chúng ta thấy keo đất có độ phèn, độ chua tiềm tàng, đó là H cộng và nhôm cộng. Tác dụng với vôi thì keo đất sẽ được sạch các ion H cộng và nhôm cộng. Như vậy, phản ứng bón vôi cho đất phèn nhằm giảm độc hại của ion nhôm 3 cộng vì nó được đẩy ra khỏi keo đất, và nhôm 3 cộng này tạo dụng này thành kiềm nhôm. Như vậy, bón vôi cải tạo đất mặn khác đất phèn ở điểm là chúng ta đẩy các na cộng ra khỏi keo đất, còn ở đây thì chúng ta đẩy các nhôm 3 cộng ra khỏi keo đất. Cải tạo đất phèn bằng cách cày phơi ải. Đây là biện pháp mà làm cho đất phèn bớt đi độ chua mặn. Cải tạo đất phèn bằng cách lên liếp, hay người ta gọi là lên luống. Các loại chất phèn được lắng đọng lại và đưa ra mương tiêu tưới phèn, chứ là mương tiêu phèn. Còn việc lên liếp là đó là đất chất phèn nó không còn và chúng ta chỉ khử dụng ở bề mặt. Biện pháp trồng lúa cày nông bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. Biện pháp trồng cây chịu phèn như rừng tràm hoặc trồng cây chịu phèn là loại dứa. Chúng ta thấy ở đồng bằng gần ven biển thì chúng ta có những loại dứa là chịu đất phèn, là cây chịu được phèn. Việc giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên làm cho nước phèn được thay đổi. Vườn cày sâu bừa kỹ không được sử dụng mà chỉ cày nông bừa sục, bởi vì chúng ta nếu cày sâu bừa kỹ thì sẽ làm cho đất phèn càng bị đất càng bị phèn, mà chúng ta chỉ cần cày nông của nhà nông. Trong bài tập củng cố chúng ta có 3-4 câu hỏi. Loại đất chứa nhiều muối sau đây thì mặn, thì muối nào? Câu hỏi thứ hai, đất chứa keo đất sau đây đó là đất gì? Na cộng là đất chua, đất kiềm, đất mặn hay là đất phèn? Câu hỏi thứ ba, tính chất nào sau đây của đất phèn? Chua, kiềm, trung tính hoặc axit, hay tất cả đều đúng? Câu 4, cây trồng nào sau đây thích nghi với đất mạnh? Cây ngô, cây lúa, cây đậu và cây cõi. Trong 4 câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời loại đất chứa nhiều muối sau đây là mặn, đó là muối Na(SO4). Chất đất chứa keo đất đó là C, đó là đất mặn vì nó có Na cộng. Tính chất của đất phèn đó là chua và cây trồng thích nghi với đất mạnh đó là cây cõi. Bài tập về nhà, các em sẽ hoàn thành bảng các loại đất sáng bạc màu, đất mặn, đất phèn, các biện pháp cải tạo và tác dụng cải tạo, tính chất của đất. Bài này, phần này chúng ta sẽ được trình bày ở bài sau và các em sẽ trình bày cho thầy trong các phần trống và điền vào để hoàn thành bảng bài tập giống như một phiếu học tập. Đến đây kết thúc. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau.